Cứ cầm cái nó đi. Và nhìn mắt nó thôi, nên là giờ. Nắng có. Nắng có quay góc nào đâu, bị lứa sáng à. Đừng có câu mày. Rồi ok. Lấy một hai kiểu này thôi xong rồi sẽ cột tóc lên. Cười tự nhiên đi. Chị đừng có câu mày. Không muốn chụp ảnh Thành ạ. Đừng có cơ nhìn gượng ghéo quá. Cười tự nhiên lên nào.